Hello, xin chào các bác. Chương trình chăm sóc xe hơi Chữ Tín lại quay trở lại với chương trình. Ngày hôm nay Chữ Tín giới thiệu đến quý anh chị và các bác đó là một chiếc xe Toyota Vios đời 2017 bản G, số tự động, và giá dự kiến bán ra của salon ô tô Chữ Tín là 440 triệu. Đây là một trong những cái mẫu xe mà Chữ Tín lại nói với các bác một cái lời ngữ, cái ngôn ngữ quen thuộc, đó là 100% không đâm đụng, không bổ máy, không ngập nước, và đặc biệt là không tua lại công tơ mét. Odo của chiếc xe hiện tại bây giờ đang là 5,9 vạn. Xin thưa với các bác là 5,9 vạn. Chiếc xe 100% nó sẽ đem lại với cái giá trị, niềm tin cũng như là sự ổn định cho tất cả những gia đình đang sử dụng những cái sản phẩm của ô tô Chữ Tín. Thay vì lời nói, Chữ Tín lúc nào cũng hành động và thực hiện nghiêm túc những cái vấn đề mà Chữ Tín cam kết trên diễn đàn, đó là bảo dưỡng trước khi giao xe cho các bác để tránh đi những cái rủi ro không đáng có cũng như là những cái chi phí phát sinh mà các bác khi đi mua những chiếc xe đã qua sử dụng đều phải làm, đó là bảo dưỡng toàn bộ xe cho các bác. Việc thứ hai mà Chữ Tín vẫn cứ làm đó là bảo hành cho các bác một năm về phần động cơ, để cho các bác cũng tránh đi những cái rủi ro không đáng có về vấn đề kỹ thuật đem lại. Việc thứ ba, nếu như các bác nhìn thấy chiếc xe của Chữ Tín mà bị đâm va, các bác hoàn toàn có quyền trả lại xe. Thay vì chúng ta nói thì chúng ta phải hành động và phải làm để cho cái niềm tin được củng cố hơn. Mọi người đi mua những chiếc xe cũ, nhiều gia đình rất là đắn đo, suy nghĩ, và thậm chí là vợ chồng mâu thuẫn nhau bởi lời nói, bởi cách nghĩ khác nhau. Khi những người đàn ông hoặc khi những người vợ lúc nào cũng có những cái ý kiến riêng mà thường thì không phải ai cũng tương đồng lời nói. Bởi Chữ Tín là người bán hàng, Chữ Tín đã nhận định được. Không phải là gia đình nào cũng có những cái tiếng nói chung giữa vợ chồng, và người vợ thì lúc nào cũng muốn là mình không bị rủi ro là lên đi mua những chiếc xe mới thay vì mua những chiếc xe cũ. Nhưng ai cũng hiểu rằng khi đi mua xe mới thì lúc nào cái nguồn kinh tế của chúng ta cũng phải dồi dào thì chúng ta mới được sở hữu những chiếc xe mới nó an toàn theo đúng nghĩa. Còn nhiều gia đình khi mà đi mua những chiếc xe mới để cho an toàn về vấn đề kỹ thuật, để cái nguồn gốc xuất xứ nhân thân cũng như là được hãng bảo trợ, để tránh đi được chẳng may những cái tác nhân mà ai cũng sợ là đâm đụng bổ máy ngập nước, đúng không ạ? Nhưng ngược lại, đôi khi chúng ta lại phải hỏi rằng tại làm sao các salon ô tô trên cả nước có nhiều xe lướt bán đến vậy? Chẳng nhẽ tất cả những xe đấy đều bị lỗi hay chăng? Không phải, hoàn toàn không phải các bác ạ. Mà phần lớn nó đến từ cái nguyên nhân là do thâm hụt kinh tế và mất kiểm soát kinh tế. Bởi vậy mà đã phải bán đi những chiếc xe mình vừa mua về để trang trải lợ lần và trang trải những điều cần thiết. Đó là một cái bài học mà đôi khi Chữ Tín cũng rất là tâm đắc với cái lời nói của một cái ông gọi là ông Bill Gates, mà Chữ Tín có đọc qua một cái trạng thái mà đăng ở trên Facebook thôi. Chúng ta đừng mong xã hội này công bằng, chúng ta đừng mong mọi điều tốt đẹp đến với chúng ta, mà chúng ta phải thích nghi với những cái điều khó khăn nhất. Đó là lời nói của ông Bill Gates. Và Chữ Tín cũng muốn nói là ông cũng có nói một câu là hãy lấy kinh nghiệm, lấy sự đổ vỡ của người khác để làm kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Thì bởi vậy mà ngày hôm nay Chữ Tín muốn nói là các bác hãy lấy cái tấm gương của những cái người đi mua xe lướt này, chẳng may phải bán đi những cái tài sản của mình yêu thích, thì có lẽ là đó là một cái bài học đáng giá và đáng học nhất và thiết thực nhất, không hoàn toàn bịa đặt. Nó là những cái nhân chứng sống các bác nhé. Bởi vậy mà thay vì chúng ta đi mua những chiếc xe mới thì chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe cũ. Tuy nhiên chúng ta ngay từ đầu chương trình Chữ Tín đã nói với mọi người là Bill Gates có nói câu chúng ta đừng mong sự công bằng đến với chúng ta. Bởi vậy xã hội này nó là một cuộc chơi,
nó là một cái sự loại trừ, nó như một chúng ta đang sống trong giữa bầy thú, trong giữa rừng hoang, nó đều có những con thú dữ, nó đều có những cái mang tính chất, chúng ta phải nói thẳng với nhau là nó ở cái trạng thái là lúc nào cũng rình rập những cái rủi ro mà ảnh hưởng đến cái kinh tế của chúng ta. Bởi vậy mà chúng ta phải hết sức thận trọng để cho không bị dính vào những cái chiếc xe bị đâm, bị nỗi, bị bổ máy. Làm thế nào để chúng ta làm được điều đó đây? Phải nói là một cái điều cực kỳ khó đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, chữ Tín cũng muốn nói với mọi người, điều duy nhất để mà các bác tìm được những chiếc xe đúng nghĩa, đẹp và ổn định thì có lẽ là các bác nên tự nhận định tư cách, đạo đức cũng như là tìm hiểu người bán hàng xem người ta là con người như thế nào. Như vậy thì cái điều đó là điều cuối cùng và nó là phương án duy nhất để chúng ta mua được những chiếc xe đẹp theo đúng nghĩa. Vì bản thân chữ Tín phải nói với mọi người rằng là trong quá trình làm nghề thì chữ Tín đã gặp rất là nhiều những người thợ, và có những người thợ có quan điểm không buôn những chiếc xe lỗi, và có những người thợ thì họ cho đó là một sự thỏa thuận, không ai ép ai, và đương nhiên là người ta hoàn toàn có quyền bán những chiếc xe lỗi mà không bị ảnh hưởng và cũng không bị phạm pháp về pháp luật. Bởi vậy mà nó là một cái này, nó gọi là tòa án cá nhân, tòa án của chính lương tâm. Họ day dứt thôi và họ tự phán xét, tự phán xử họ, chứ không có cái tòa án nào phán xử, cũng như là không có cái tòa án nào phán xử cái việc mà các ông bán những chiếc xe đâm cả. Bởi vậy nó đó là một cái lỗi khổ, nó là cái khe hở của pháp luật mà Việt Nam mình chưa ban hành ra cho những cái việc mà buôn bán những cái mặt hàng kém chất lượng các bác nhé. Còn hàng giả, hàng nhái mà liên quan đến thực phẩm thì nó cũng có những cái chế tài để xử phạt rồi, nhưng mà riêng về cái ô tô này nó là một cái sự thỏa thuận. Bởi vậy mà nhiều người họ buôn xe, họ đã biết và được cái điều đó và người ta vẫn buôn xe lỗi bình thường và không phạm pháp về pháp luật. Bởi vậy mà chỉ có chúng ta là người đi mua là những người bị rủi ro trong vấn đề sử dụng cũng như là mua phải những chiếc xe kém chất lượng thì chúng ta là người chịu thiệt thòi thôi. Đừng mong gọi là mọi sự công bằng đến với chúng ta, mà chúng ta phải thích nghi với nó. Đó là câu nói của Bill Gates dạy chúng ta, nói cho chúng ta để cho chúng ta thêm những cái kinh nghiệm cuộc sống. Tất cả những cái câu nói bất hủ của những người thành công hoàn toàn không hề thừa một chút xíu nào. Bởi vậy mà chữ Tín muốn truyền tải đến cho các bác ở đây đó là sự tử tế trong lời nói cũng như là trong hành động và trong sản phẩm. Các bác chỉ có một phương án duy nhất là tìm hiểu người bán hàng, làm sao cho người ta bán hàng có tâm thì đương nhiên là người ta sẽ không bao giờ bán sản phẩm lỗi cho các bác. Và cái sản phẩm của ngày hôm nay thì chữ Tín vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa chia sẻ lời nói, tâm tư, và cũng để cho cái clip nó thêm được cái hình ảnh thú vị khi có kèm theo những lời tâm tư của chính bản chất và con người chữ Tín, để cho người mọi người vừa được chiêm ngưỡng những sản phẩm và cũng thấu hiểu được cái bản chất của người bán hàng, đó chính là chữ Tín. Chữ Tín sẽ vào phần cốp của chiếc xe để cho các bác ngắm chiếc xe. Tất cả những cái hình ảnh mà chữ Tín xây dựng trên diễn đàn YouTube, trên cái trang cá nhân, trang YouTube của chữ Tín. Vừa rồi thì chữ Tín cũng có một số những cái sự cố là do mình chia sẻ nhiều quá dẫn đến cái kênh của chữ Tín có bị ảnh hưởng. Và bây giờ chữ Tín đang thành lập lên một cái kênh mới này, đó là kênh chăm sóc xe hơi, cũng nhằm mục đích là bán những chiếc xe tốt và nhằm mục đích chia sẻ kỹ thuật dùng xe và chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể chăm sóc được một chiếc xe của chúng ta làm sao cho nó chu toàn hơn. Chiếc xe của chữ Tín thì khẳng định
là nói không với cái từ đâm va các bác nhé, nói không với từ đâm va. Chiếc xe chữ Tín chưa hề dọn dẹp gì, nó vẫn còn đang bẩn nguyên sơ luôn đấy, bẩn nguyên sơ luôn. Đây ạ, những tất cả những cái phần cua rè của chiếc xe hoàn toàn không có hiện tượng bị đâm va gì hay bị mất đinh mất chỉ gì. Chiếc xe cực kỳ là đẹp theo đúng nghĩa của nó. Bàn G, bởi vậy mà chiếc xe đã có điều hòa tự động các bác nhá. Tuy nhiên với cái chiếc xe này, Vios có lẽ là điểm mạnh nhất của chiếc xe Vios là về sức bền vật liệu của chiếc xe. Bởi vậy mà niềm tin của người tiêu dùng dành cho những mẫu xe Toyota Vios không phải là một chiếc xe option tiện nghi, mà cái chính là nằm ở độ bền, không bị rủi ro. Bởi vậy mà đây là một sản phẩm người ta có thể nói là chiếc xe quốc dân, chiếc xe dành cho những người bình dân và chiếc xe dành cho những người ăn chắc mặc bền, không đánh đổi rủi ro. Xin mời các bác vào phần động cơ của chiếc xe. Có lẽ khi với một cái nguồn kinh tế hạn hẹp thì chúng ta cũng như là cái cá tính, cái tính cách của những người kiếm tiền chất chiêu nhặt nhiệm khó khăn mới có thể mua được một chiếc xe ô tô, thì đồng nghĩa với việc là người ta luôn luôn tìm đến một cái trạng thái an toàn và không chọn phương án rủi ro. Bởi vậy mà những xe Toyota Vios là một cái sản phẩm mà những người bình dân, những người kiếm tiền khó khăn định hình không đánh đổi rủi ro. Bởi vậy mà chiếc xe Toyota Vios này cũng là một trong những cái sản phẩm mà để cho các bác cân nhắc, bởi nguồn tài chính nó không quá nhiều mà chúng ta vẫn được sở hữu một chiếc xe bền, chắc, đẹp, tuy nhiên là không tiện nghi các bác nhé. Nhưng mà phải nói với các bác là đây là động cơ đua, thì chữ Tín thấy là động cơ đua đã được hình thành lên chiếc xe này, là bản chất là chữ Tín thấy là động cơ đua thì không nó là van biến thiên, bởi vậy mà nó là động cơ mới và bây giờ vẫn đang lắp trên những cái động cơ, những cái chiếc xe của 2021, 2022. Bởi vậy mà các bác cũng yên tâm là nó là một cái công nghệ mới mà chúng ta cũng không bao giờ bị rủi ro ở trong đó đâu các bác nhá. Đua VTVI. Chiếc xe rất là đẹp. Rồi, sau mỗi một chương trình Salon ô tô chữ Tín không quên lời cảm ơn tất cả những người đã theo dõi chương trình của chăm sóc xe hơi chữ Tín. Chúc mọi người sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.